ở đây là con người thì rất là thân thiện, với lại khung cảnh rất là đẹp. Chắc là nếu có lần sau bọn em sẽ lại lên tiếp. Rất là quan trọng, đó là cái một cái dịp để cho bà con các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung và xã Ngọc Chiến nói riêng là tôn tạo rồi giao lưu rồi là phục dựng lại các cái truyền thống, các cái lễ hội truyền thống, các cái văn hóa dân tộc. Văn Thưởng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017. Mỗi tháng thì Hôm Tây đón khoảng 50 đến 60 lượt khách đến nghỉ và tắm khoáng nóng. Đặc điểm của suối khoáng nóng là được khai thác từ nguồn nước hoàn toàn tự nhiên và rất tốt cho sức khỏe. Từ khi mở Hôm Tây có suối khoáng nóng đã tạo việc làm cho cả gia đình tôi và thu nhập tăng lên khá nhiều. Đối với những lợi thế và tiềm năng sẵn có Ngọc Chiến thì đã dần được khai thác, du lịch dần được hình thành, và qua khảo sát thì chúng tôi thấy được rằng là tất cả những cái lợi thế của Sapa, Tam Đảo hay Đà Lạt thì Ngọc Chiến đều có, đều hội tụ và có đầy đủ, và đặc biệt là có văn hóa đặc sắc riêng biệt của riêng đồng bào các dân tộc của Ngọc Chiến, và chính điều đó nó hội tụ và kết tinh để Ngọc Chiến có thể định hướng phát triển du lịch một cách bền vững trong thời gian tới. Các lợi thế và tiềm năng dần được khai thác thì nguồn thu của nhân dân cũng dần tăng lên, lượng khách đến với Ngọc Chiến năm sau cao hơn năm trước. Chính vì vậy nên là nó tạo ra cái sinh kế cho bà con nhân dân, và nó góp phần vào việc phát triển Ngọc Chiến nói chung và ổn định đời sống của nhân dân nói riêng.